Chiều ngày 1 tháng 8, ông Trần Vĩnh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức cho biết đã di dời hàng chục người dân ở Bon Bu Crac, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất. Do mưa lớn kéo dài, rạng sáng ngày 1 tháng 8, trên địa bàn Bon Bu Crac xảy ra hiện tượng nứt gãy đất có chiều dài khoảng 200m, có nguy cơ sạt lở. Có 17 hộ với 53 nhân khẩu trong khu vực bị ảnh hưởng được di dời đến nơi an toàn. Cũng theo ông Phú, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường và các ngành chức năng tiến hành khảo sát điểm nứt gãy để có hướng chỉ đạo khuyến cáo người dân nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Ngày 1 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Phạm Gia Luật, 67 tuổi, nguyên Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Hà Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Hà Nam từ năm 2010 đến năm 2021, có liên quan đến đối tượng Phạm Gia Luật. Ngày 1 tháng 8, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa bàn giao 5 đối tượng cho Công an thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Hướng Văn Thành, 34 tuổi, Đỗ Bá Duy, 30 tuổi, Huỳnh Đỗ Hoàng Lộc, 18 tuổi, Lê Hoàng, 36 tuổi và Võ Thị Tường Vi, 33 tuổi, vợ Hoàng, tất cả đều ngụ thành phố Mỹ Tho. Vào ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang bắt quả tang 5 đối tượng trên đang cưỡng đoạt 60 triệu đồng của một người dân tại quán cà phê ở phường 1, thành phố Mỹ Tho. Kết quả điều tra bước đầu, cuối tháng 5 năm 2023, nhóm này được hai người cư trú tại huyện Tân Phước và huyện Cai Lậy thuê đòi nợ với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi đòi được 45 triệu đồng, 5 người này đã lấy 30 triệu đồng. Nhận thấy nhóm đòi nợ có dấu hiệu chiếm đoạt tiền, hai người thuê đòi nợ yêu cầu dừng việc đòi nợ. Tuy nhiên, nhóm này đe dọa, buộc người thuê đòi nợ phải đưa 150 triệu đồng. Nhận tiền xong, nhóm này tiếp tục yêu cầu đưa thêm 100 triệu đồng hoặc phải đưa giấy nợ cho chúng đi đòi nhằm chiếm đoạt. Khi người thuê đòi nợ không đưa tiền, nhóm đòi nợ thuê liên tục điện thoại đe dọa đến nhà riêng uy hiếp. Hoảng sợ, người thuê đòi nợ hẹn đưa trước 60 triệu đồng. Trong lúc đang giao nhận tiền, nhóm 5 đối tượng đòi nợ thuê bị công an bắt giữ. Ngày 1 tháng 8, ông Trịnh Minh Quý, Giám đốc Trung tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My xác nhận đơn vị phát hiện hơn 2kg nghi là sâm giả đang được đưa vào phiên chợ Sâm Ngọc Linh. Số lượng sâm này được một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Trà Cang đưa xuống. Sau khi kiểm tra, ban thẩm định nghi ngờ là sâm giả nên trình báo cơ quan chức năng đưa đi kiểm tra giám định. Ông Trịnh Minh Quý cho biết, việc thẩm định sâm Ngọc Linh hiện nay cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm của những người có thâm niên trồng sâm trong lực lượng kiểm định, chưa có máy móc hỗ trợ. Để ngăn sâm giả trà trộn, những củ sâm trước khi được đưa vào hội chợ đều phải được tổ kiểm định kiểm tra. Công trình cấp nước Trì Bình ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ hoang hơn 8 năm nay. Công trình đã không còn tường rào, cổng ngõ, hệ thống máy móc, đường ống đều rỉ sét, cây dại mọc tùm. Công trình được xây dựng từ năm 2002, khi đó do việc đầu tư xây dựng dự án xử lý chất thải rắn ở phía bắc của thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên đã làm ảnh hưởng nguồn nước ngầm sinh hoạt của người dân. Do vậy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc đã đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt này để cung cấp nước sạch cho người dân và giao cho địa phương quản lý. Đến năm 2015, công trình xuống cấp, địa phương gặp khó do hạn hẹp nguồn kinh phí nên không thể sửa chữa, dẫn đến bỏ hoang. Bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên cho biết, công trình cấp nước xây giữa đồng ruộng, người dân lo nguồn nước bị ô nhiễm từ phân bón, thuốc trừ sâu nên ngày càng ít người dùng rồi bị bỏ hoang. Lo lắng nguồn nước giếng tại nhà ô nhiễm nên các hộ dân đều đến nhà ông Lê Văn Quyên, thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên để lấy nước vì nhà ông ở gần đồi núi, địa hình cao hơn. Bên cạnh đó, người dân sử dụng nước đóng bình và máy lọc nước để nấu ăn và uống. Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
Qua kiến nghị của cử tri, ngành đã tổng hợp và tham mưu tỉnh bố trí kinh phí đầu tư bằng nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đã giao cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh và đến nay đã cơ bản hoàn thành thủ tục, sắp đến lựa chọn đơn vị triển khai thi công. Ngày 1 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết vừa phẫu thuật thành công lấy toàn bộ khối u sọ hầu hiếm gặp cho bệnh nhân 50 tuổi. Bệnh nhân đến thăm khám trong tình trạng đau đầu, hai mắt mờ dần. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị u sọ hầu chèn ép dây thần kinh thị giác. Đánh giá diễn biến, bệnh nhân có khả năng mất dần thị giác dẫn đến mù lòa, nên bệnh viện quyết định phẫu thuật lấy khối u. Ca phẫu thuật kéo dài 5 tiếng, ekip phẫu thuật đã lấy được trọn vẹn khối u sọ hầu gồm phần đặt và phần nang. 7 ngày sau phẫu thuật, người bệnh được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, đã hết đau đầu, thị giác được cải thiện. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Anh Vũ, khoa ngoại thần kinh cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, u sọ hầu là một loại u khá hiếm gặp ở não, với tỷ lệ 5% đến 10% u não ở trẻ em và 1% đến 4% u não ở người lớn, thường gặp nhất ở những người từ 50 đến 70 tuổi. Ngày 1 tháng 8, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả 60 động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên, gồm nhiều loài động vật hoang dã như trăng đất, tê tê Java, rùa răng, rùa đất lớn, rùa lưng đen, thuộc nhóm quý hiếm do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, một con trăng đất nặng 42 kg, thuộc nhóm 2B, trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm cũng được thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ban quản lý vườn quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận và khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thả 63 cá thể động vật hoang dã thuộc 7 loài: tê tê Java, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen, khỉ đuôi vàng, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ về với môi trường tự nhiên.